Màn của trận đấu vẫn còn rất nhiều và chắc chắn những diễn biến còn lại của trận đấu này sẽ là rất đáng xem khi mà cả hai đội vẫn cần phải nỗ lực. Như vậy là hiệp 2 đã bắt đầu. Daewon phải nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số của trận đấu. Còn đối với các cầu thủ Gen, họ cần phải tiếp tục đào sâu cách biệt nếu có được cơ hội mới chắc chắn hy vọng đoạt được chức vô địch của Serie B. Vô địch của Serie B cũng là niềm mơ ước của 8 đội bóng khác. Đây là những giây phút mà các cầu thủ Real đang đẩy đội hình lên rất cao. Sút có lực đi khá tốt. Đó là cú đá của Phạm Ngọc Tiến. Như vậy là thủ môn của đội Ken Lai bị chấn thương sau nỗ lực cản phá vừa rồi. Ban tổ chức có thể nói là rất chu đáo và nhân viên y tế ngay lập tức đã chạy vào sân để mà săn sóc cho các cầu thủ bị chấn thương. Hoan hô Tống Huỳnh Tân. Tống Huỳnh Tân đã đứng dậy được rồi. Trận đấu sẽ tiếp tục. Vẫn còn Phạm Ngọc Tiến. Không vào. Bóng đã trúng một cột dọc thưa các bạn. Vâng. Dè Hoàn ở trận đấu này đã không gặp may. Hai lần bóng đã trúng vào cột dọc của Ken. Cảm giác như các cầu thủ áo xanh đã cúng sân ở trong trận đấu này. Rất may mắn cho Ken. Hai lần bóng đã trúng vào cột dọc. Dè Hoàn sẽ phải tung ra những cú sút lạnh lùng hơn. Chính xác hơn. Mới hy vọng có được bàn thắng. Rõ ràng là trong các trận thi đấu bóng đá thì may mắn là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Dè Hoàn cần phải nỗ lực hơn. Phút đầu tiên của hiệp 2, Ken đang chơi với đội hình rất thấp. Còn Dè Hoàn đã có những động thái tấn công rất tốt. Nhưng họ vẫn chưa có bàn thắng thứ hai. Pha đột phá của Hồng Phát không được. Ken vẫn chỉ duy trì được cách biệt mong manh và họ đang chơi với 4 đấu thủ áo xanh ở bên phần sân nhà. Không được. Đá của Quốc Phú. Nguyễn Đắc Huy. Đắc Huy làm động tác qua người, không được. Cơ hội phản công. Và chuyền bóng cho Quốc Phú. Quốc Phú sút ngay. Không vượt qua được các trung vệ của Ken đang chơi lùi rất thấp. Không vào. Thêm một cú đá từ góc hẹp nữa. Rất tốt. Để mất bóng nguy hiểm quá, phản công. Không được.
Cú đá của số 19 Trần Tấn Đông. Bóng đã đi chạy cột dọc. Lúc này thì Bùi Anh Pha đã trở lại. Phạm Ngọc Tiến rất tốt.
Anh pha. Ngọc Tiến, không được. Không, đó là cú sút của Quốc Phú. Rất hay. Như vậy là đã có lỗi rồi. Như vậy là vào lúc này trận tranh hạng 3 của Serie A đã kết thúc. Và đúng lúc này thì trọng tài Trương Quốc Dũng cũng đã nổi còi khép lại thời gian thi đấu chính thức của trận chung kết của Serie A.